Thưa quý vị, tiếp nối thông tin về cuộc không kích gây chấn động thế giới của Liên quân Mỹ, Anh, Pháp nhằm vào Syria. Trên màn hình quý vị đang thấy ở đây chính là hình ảnh về những hình ảnh vệ tinh của đợt không kích nơi được cho là cơ sở nghiên cứu vũ khí hóa học gần thủ đô Damas. Sau khi những quả tên lửa rơi xuống thì cơ sở này chỉ còn là một đống đổ nát mà thôi. Lầu Năm Góc cho biết là đợt không kích đã đánh trúng mọi mục tiêu. Như vậy là có vẻ như tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cách đây ít ngày, những tên lửa mới, đẹp và thông minh của Mỹ đã hoạt động rất hiệu quả trên thực địa. Trong cuộc họp báo đánh giá sơ bộ hiệu quả của không kích, Trung tướng Mỹ Kenneth McKenzie mô tả chiến dịch tấn công của Mỹ, Anh và Pháp là chính xác, áp đảo và hiệu quả. Quân đội Syria bắn 40 tên lửa phòng không lên bầu trời và những tên lửa đó đã rơi xuống đất. Không có máy bay hay tên lửa nào trong chiến dịch này bị phòng không Syria đánh chặn thành công. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết với hơn 100 quả tên lửa phóng đi, quy mô tấn công này lớn gấp đôi đợt không kích năm ngoái, và đã gửi một thông điệp rõ ràng tới chính quyền của Tổng thống Assad. Lầu Năm Góc khẳng định hai kho chứa ở Homs và một cơ sở nghiên cứu hóa học đã bị đánh trúng. Reuters cũng đăng tải hình ảnh các đống đổ nát của những địa điểm này. Tướng McKenzie cho biết trung tâm nghiên cứu ở ngoại ô Damas bị san phẳng sẽ kéo lùi khả năng phát triển vũ khí hóa học của Syria lại trong nhiều năm. Như vậy, tuyên bố của Mỹ đã trái ngược với thông tin của Nga cho rằng lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn thành công tới 71 trên 103 quả tên lửa nhằm vào nước này. Thưa quý vị, tháng 4 năm ngoái, Mỹ phóng 59 tên lửa nhằm vào Syria sau vụ việc Mỹ cho rằng là có tấn công hóa học ở thành phố Idlib. Thời điểm đó cũng chưa có chứng cứ xác thực. Năm nay cũng lại tấn công với lý do tương tự. Và bây giờ chúng tôi xin phép được kết nối với phóng viên Tuấn Trung, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ, và anh Duy Nghĩa, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nga để tiếp tục tìm hiểu thêm những thông tin về câu chuyện này. Vâng, có lẽ câu hỏi đầu tiên xin được dành tới anh Tuấn Trung ạ. Thưa anh Tuấn Trung, nhiều ý kiến chỉ trích cuộc không kích của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế trong bối cảnh tổ chức cấm vũ khí hóa học chỉ vừa đến Damas. Tại sao Mỹ không chờ đến kết quả thanh sát quốc tế, thưa anh ạ? Vâng, xin lỗi thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện với anh Duy Nghĩa. Chúng tôi sẽ kết nối lại với anh Tuấn Trung trong ít phút nữa. Thưa anh Duy Nghĩa, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Anatoly Antonov đã cảnh báo là sẽ có những hậu quả sau hành động không kích Syria của Mỹ và đồng minh. Vậy cụ thể thì Nga có thể đáp trả như thế nào ạ, thưa anh? Vâng, chào anh Xuân Lâm. Mọi tuyên bố như là bắn hạ các tên lửa của Mỹ này, thậm chí bắn vào nơi chúng xuất phát, vân vân, chỉ là để cảnh báo Mỹ trong trường hợp Mỹ làm tổn hại đến cái đồng minh của Nga hoặc trực tiếp bắn vào cái nơi đồn trú của quân đội Nga tại Syria. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Các mục tiêu bị tấn công không phải là cái đặc biệt quan trọng đối với quân đội Syria. Trên thực tế thì vụ oanh kích của liên quân không gây thiệt hại đáng kể về người và của cho Syria. Như vậy để đáp trả thì hoàn toàn không có cơ sở nào cả. Ngay cả cái hệ thống phòng không tối tân của Nga ở Syria hôm qua cũng đã không có cơ hội để tham chiến. Duy nhất điều Nga có thể cực lực phản đối là thái độ phớt lờ chuẩn mực mọi chuẩn lực luật pháp quốc tế, vô hiệu hóa cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của phía Mỹ và đồng minh. Vâng, anh Xuân Lâm. Vâng, xin cảm ơn anh Duy Nghĩa. Thưa quý vị, cuộc không kích dường như đã làm dậy sóng dư luận thế giới. Tuy nhiên, ngay tại tâm bão là Syria thì cuộc sống ở đây lại quay trở lại bình thường rất là nhanh chóng, chỉ trong vòng có 2 tiếng sau đó. Thời tiết mát mẻ, người đi bộ vẫn vô tư rảo bước trên đường, các hàng quán vẫn đông đúc, thậm chí người ta còn thư thả đánh cờ vào sáng chủ nhật. Cuộc sống tại thủ đô Damas vẫn tiếp diễn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tại sao chúng tôi phải quan tâm một cuộc không kích thất bại như tất cả bọn họ? Ông tới từ đâu ạ? Khu Fahama. Hôm nay giao thông từ Fahama đến đây thế nào ạ? Tắc đường, nhưng chuyện đó là chuyện thường ngày thôi. Chẳng có gì xảy ra cả. Người dân Syria luôn kiên cường, không sợ gì hết. 4 giờ sáng có không kích, thì 8 giờ 30 tôi vẫn ra đường đi làm. Chẳng có gì khác cả. Lực lượng quân đội vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Đây là quảng trường lớn. Tôi đang đi chợ mua vài thứ qua đây. Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi thề là điều này rất bình thường ấy. Những trận không kích thế này đã trút xuống đây hàng trăm lần rồi. Người dân Syria không quan tâm. Sau 7 năm chiến tranh, chúng tôi đã trở nên vô cảm. Và giờ đây ai làm việc của người đấy thôi. Trước đó vào buổi sáng ngay sau cuộc không kích, chính quyền Syria cũng đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh Tổng thống Assad bình thản đi làm với dòng mô tả buổi sáng kiên cường. Có lẽ với người dân Syria lúc này, sợ hãi không giải quyết được gì cả.
giống như tinh thần của Liên Hợp Quốc, bom đạn không phải là giải pháp cho chiến tranh. Thay vì để tình hình leo thang, thì các cường quốc nên đóng một vai trò dẫn đầu trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn, mang lại hòa bình cho cuộc xung đột đã kéo dài tới hơn 7 năm qua tại Syria. Chúng tôi đã kết nối được với anh Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Thưa anh Tuấn Trung ạ, có một câu hỏi đặt ra đó là nhiều ý kiến chỉ trích cuộc không kích của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế trong bối cảnh là tổ chức cấm vũ khí hóa học chỉ vừa đến Damascus thôi. Tại sao Mỹ lại không chờ kết quả thanh sát quốc tế ạ, thưa anh? Vâng, đây cũng là câu hỏi mà chúng tôi ở bên này với tư cách phóng viên đã đặt ra với nhiều người Mỹ. Mà không chỉ phóng viên chúng ta đâu, mà ngay cả một số nghị sĩ Mỹ có uy tín trong chính trường Mỹ thì cũng đặt câu hỏi này về chính quyền. Rút lại là chứng cứ xác thực là gì? Nhưng đến giờ thì chưa có một câu trả lời nào mà tôi cho là thấu đáo. Cơ bản thì họ lý giải rằng là không thể trông chờ vào kết quả của một cuộc thanh sát quốc tế vì mọi chứng cứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ Syria. Rất khó cho rằng với nhiều vụ việc nghi việc nghi vấn có sử dụng vũ khí hóa học tại từ năm 2013 cho đến giờ, thiếu lòng tin vào khả năng các bên liên quan sẽ nghiêm túc thực thi công ước quốc tế về học. Vì vậy nếu không có hành động không sớm thì vũ khí hóa học không chỉ ở Syria mà nhiều nơi khác sẽ bùng phát. Chính vì thế ngăn chặn vũ khí hóa học trở thành cái cớ để họ đưa ra để mở các đợt tấn công mang tính gian đe, ngăn chặn và có giới hạn nhằm vào chính quyền Syria. Anh Sơn Lâm. Vâng, thưa anh, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc thì cũng mới tuyên bố trước Hội đồng Bảo an rằng là Washington sẵn sàng phát động một cuộc tấn công khác nếu chính quyền Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học. Vậy khả năng này trên thực tế là như thế nào ạ, thưa anh Tuấn Trung? Hiện giờ thì dư luận đang bị đẩy lên cao với lời qua tiếng lại của các bên liên quan, nhất là tại các diễn đàn đa phương. Nhưng sâu chuỗi lại những cái tuyên bố chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây, cũng như là cách thức mà Mỹ cùng với đồng minh tấn công Syria vừa rồi, thì tôi cho là Mỹ và đồng minh đã để lại đủ tín hiệu để Syria và Nga hiểu rằng như thế là đủ, trừ phi có thêm một vụ sử dụng vũ khí hóa học nữa. Trong khi đó thì cục diện ở Syria giờ đã đổi chiều rồi, thuận hơn rất nhiều cho chính quyền Syria và Nga. Nga trên thực địa và trên bàn đàm phán với lực lượng nổi dậy và các cường quốc ở khu vực. Ngoài một cuộc tấn công chớp nhoáng vào cơ sở vật chất của một quốc gia có chủ quyền vốn đang bị chia năm xẻ bảy bởi nội chiến trong suốt hơn 7 năm qua, thì đòn đánh vừa rồi của Mỹ và đồng minh không gây thiệt hại đáng kể và chắc chắn là không làm thay đổi cục diện chiến trường. Dùng mình để đối đầu trực tiếp với Mỹ và đồng minh có lẽ không mang lại lợi ích chiến lược nào cho chính quyền Syria và Nga vào thời điểm này. Vâng, xin cảm ơn anh Tuấn Trung. Thưa quý vị, như là phóng sự chúng ta vừa theo dõi ở phần trước thì chỉ 2 tiếng sau khi cuộc tấn công diễn ra, người dân Syria đã trở lại với nhịp sống bình thường, họ rất là bình thản. Có lẽ vì đã quá quen với tiếng bom rơi đạn nổ rồi. Thế nhưng mà thị trường tài chính thế giới thì đã rung lắc sau khi những quả tên lửa được phóng đi. Đi cùng sự hỗn loạn tại chảo lửa Syria đang là những diễn biến dồn dập trên các thị trường thế giới. Dầu đang trên đà tăng giá mạnh. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, sự bất ổn tại khu vực Trung Đông đã giúp đẩy giá dầu thô vượt quá mức $70 một thùng. Trong khi đó, thì vàng luôn được coi là nơi trú ẩn an toàn mỗi khi thế giới xảy ra bất ổn về kinh tế và chính trị. Trước cuộc không kích, giá kim loại quý này đã có lúc leo lên mức cao nhất kể từ ngày 25 tháng 1 do chịu chi phối từ các biến động chính trị. Căng thẳng tại Syria đã tiếp sức cho giá vàng đi lên, giao dịch ở mức $1,345.4 một ounce. Cuộc không kích diễn ra vào đêm thứ 6 theo giờ Mỹ, khi các thị trường giao dịch hàng hóa, chứng khoán của Mỹ đã đóng cửa. Các tác động của cuộc tấn công này lên các chỉ số kinh tế của Mỹ sẽ được đo đếm rõ ràng vào thứ hai tới đây.